Khoa đột quỵ Bệnh viện Đà Nẵng vừa vinh dự dần được chứng nhận chuẩn điều trị kim cương từ Chủ tịch Hội đột quỵ Thế giới WFSO. Để có thể đạt mức chuẩn kim cương, khoa đột quỵ đã không cần cập nhật hoàn thiện các quy trình chuyên môn, xây dựng tinh thần làm việc đội nhóm, phù hợp cùng với các khoa phòng khác trong cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Đồng thời được trang bị đầy đủ các trang thiết bị hiện đại để có thể thực hiện đầy đủ các kỹ thuật tầm soát, đánh giá bệnh nhân đột quỵ, chuẩn kim cương, còn hướng dẫn tiêu chí khắc khe về các khoảng thời gian điều trị cấp cứu bệnh nhân và các yêu cầu về chất lượng điều trị. Như 75% bệnh nhân được tiêu sở huyết và có thời gian dùng thuốc kể từ lúc nhập viện dưới 60 phút. 75% bệnh nhân can thiệp lấy huyết khối phải có thời gian bắt đầu can thiệp kể từ lúc nhập viện dưới 120 phút. 90% bệnh nhân được khảo sát hình ảnh học não, 90% bệnh nhân được đánh giá hết khả năng đuốt. Hiện tại, hàng tháng khoa đột quỵ bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận điều trị cho khoảng từ 300 đến 400 bệnh nhân đột quỵ tại Đà Nẵng và khu vực.